Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: "Em chào chị ạ, em mong chị tư vấn giúp em. Em và anh ấy yêu nhau được gần 1 năm. Thời gian bọn em yêu nhau rất vui vẻ, thoải mái. Anh ấy chiều chuộng và chăm sóc em. Có những lần giận dỗi quá đáng của em, anh ấy cũng vẫn bỏ qua, chủ động làm hòa. Nhưng mà lần này bọn em cũng không cãi cọ gì. Hôm đó anh ấy nói như một người khác vậy, nói hết tâm tư của mình. Anh ấy bảo anh không còn đủ kiên nhẫn, không đủ thời gian hay gì đó cho em. Nhưng mà anh cảm thấy em vẫn không hài lòng vì anh. Nhiều khi có những chuyện anh rất khó xử và dường như em không hiểu cho anh. Vì sự bốc đồng, quan điểm và suy nghĩ chênh lệch nhau nên bọn em dừng lại. Nhưng mà em vẫn còn tình cảm rất nhiều, em không muốn để mất anh ấy. Mấy ngày sau khi dừng lại thì em có níu kéo, thậm chí khóc trước mặt anh ý, nhưng mà câu trả lời của anh ý là không quay lại. Dù anh vẫn còn tình cảm, em không biết phải làm như thế nào để bọn em có thể có hy vọng quay lại cả. Rất mong nếu chị đọc được thì chị giải đáp giúp em. Vì chuyện này mà gần 2 tuần nay em bế tắc, em chỉ biết khóc thôi chị ạ. Em cảm ơn chị." Em thân mến, thực ra cái tình huống như của em ấy, nó không phải là những tình huống mới trong tình yêu. Nó là những cái mô típ rất là chung, rất là phổ biến. Và mình cứ đi theo cái lối mòn bản năng như vậy thì mình sẽ có một kết cục như thế thôi. Có một câu nói mà chị không phải nói một lần mà nói rất là nhiều lần: nếu mình cứ là một người đòi hỏi và cứ vô lý ấy, thì người đàn ông người ta có thể chịu đựng mình một thời gian, nhưng người ta không bao giờ chịu đựng mình mãi cả. Em ạ, người đàn ông này ấy, người ta đã chịu đựng em suốt 1 năm qua rồi. Người ta còn nói trong những cái lời tâm sự với em đấy, người ta không đủ kiên nhẫn nữa. Bởi vì dù người ta có làm gì thì em vẫn cứ không hài lòng. Thực ra đây không phải là lỗi của em đâu, mà là tại vì em quen như thế rồi. Em là một cô gái mà ví dụ ngày xưa mình được tán tỉnh, mình được yêu thương, mình được chiều chuộng, đúng, mình là con gái mà. Thực ra mình quen với cái việc mình được nhận rồi. Nhưng chị có nói ấy, nếu mình cứ quen mình được nhận như thế thì mình sẽ là người phụ thuộc. Và khi người ta chán rồi, người ta hết kiên nhẫn với mình rồi đấy, như thế này này, người ta bỏ đi thì mình sẽ mất, mình sẽ tiếc. Còn người ta mất, người ta tiếc cái gì? Đúng không? Trong suốt thời gian qua đó, em có làm cái gì để mà người đàn ông này phải tiếc em không? Hay là em chỉ ở đấy em nhận thôi, em chỉ đòi hỏi yêu thương thôi, đúng không? Cho nên chị đã khuyên rất là nhiều các bạn gái ấy, nếu là trong tình yêu, có thể ban đầu, cái thời gian đầu anh ấy yêu, anh ấy chiều, anh ấy tán mình, thì ngay sau đó khi mình có tình cảm người ta rồi thì mình cũng sẽ phải lật ngược thế cờ. Mình cũng phải yêu, phải chiều, phải tán lại người ta để cho người ta phụ thuộc vào mình. Và chị có chia sẻ rất là kỹ trong cái khóa học là trở thành người không thể thay thế. Nếu có điều kiện thì em có thể vào cái trang toanhnguyenhạnhphuc.vn theo dõi cái khóa học này, tham gia vào cái khóa học này để mình có thể biết cách trở thành một người không thể thay thế trong cuộc sống của người đàn ông. Mình sẽ chủ động làm chủ cuộc chơi chứ không phải là phụ thuộc vào cái người đàn ông đấy, để người đàn ông ấy cho mình những thứ tốt đẹp và mình phụ thuộc vào họ, mà mình sẽ phải là người cho họ những tốt đẹp để họ phụ thuộc vào mình nữa. Em ạ, thực ra cái lỗi sai của em là lỗi sai rất là phổ biến của rất là nhiều những cô gái. Tại vì mình là con gái, mình quen với cái kiểu mình được yêu, được chiều, được là công chúa rồi mà. Cho nên bây giờ bảo mình đang được yêu, được chiều, được là công chúa mà bắt mình phải cống hiến đi ấy, thì nhiều con gái là sẽ không muốn như vậy. Mình đang quen được rồi, tội gì, đúng không? Nhưng nếu tỉnh táo, mình muốn một cái mối quan hệ lâu dài, bền vững, thì mình sẽ phải biết rằng mình sẽ phải cống hiến vào đó. Mình phải cho, để cái người đàn ông này không có em mà người ta phải tiếc, đúng không? Bây giờ em không có người ta, chỉ có em tiếc người ta thôi. Bởi vì suốt thời gian qua người ta yêu chiều, người ta quan tâm em. Vậy còn không có em thì người tiếc cái gì? Nếu như em nghĩ rằng em xinh đẹp thì sẽ có người xinh đẹp hơn em, đúng không? Nếu em nghĩ rằng em tài giỏi sẽ có nhiều người tài giỏi hơn em. Vậy cái gì nó khiến cho người đàn ông này không rời em ra được? Thì em phải tận dụng tất cả khoảng thời gian bọn em ở bên nhau để mà gì? Chăm sóc anh ý, chăm lo cho anh ý, dịu dàng với anh ý, ngọt ngào với anh ý, công nhận những thứ anh ý làm, khen ngợi anh ý. Đấy, nó là những cái liều thuốc tinh thần để cho người đàn ông còn có động lực để yêu em nhiều hơn. Chứ còn như anh này, anh ý thấy rằng này, anh ấy có làm em cũng không thỏa mãn. Chị biết, chị hiểu cái tâm lý tại sao em lại như thế. Bởi vì trước đây em từng được chiều rất nhiều ở những cái giai đoạn đầu rồi. Bây giờ người ta chiều ít đi là em không chịu được, đúng không? Em cảm thấy em muốn phải được như cũ cơ. Thế là anh ấy có được mình rồi, anh không nỗ lực như cũ nữa, thì cuối cùng người đó người ta rất là mệt mỏi. Em ạ, cho nên chị nghĩ rằng một cái kỹ năng quan trọng nhất đối với con gái khi yêu, đặc biệt đối với con gái, là cái kỹ năng á, mình khiến người đó phụ thuộc vào mình.
kỹ năng trở thành một người không thể thay thế trong cuộc sống của người ấy. Kỹ năng để khiến cho người đàn ông đấy không rời mình ra được vì những điều tốt đẹp mà mình trao đi. Kỹ năng cho đi, chứ không phải kỹ năng nhận trong tình yêu. Nếu trong vòng 1 năm qua em học cách để em cho đi thì có lẽ rằng ngày hôm nay em sẽ không phải có một cái kết quả như thế này. Bởi vì 1 năm qua em luôn luôn kỳ vọng vào người đàn ông sẽ làm gì cho em. Muốn anh ấy phải nhiệt tình với mình như trước. Em ơi, khi một người đàn ông lạnh nhạt với em, hoặc là không nhiệt tình với em, hoặc không có chiều chuộng em như trước, thì đấy không phải là lúc em đòi hỏi đâu. Đấy là lúc mình sẽ phản chiêu trở lại, để khiến cho anh ấy phụ thuộc vào sự ngọt ngào của mình, sự ấm áp của mình, sự chiều chuộng của mình, đúng không? Để mà không có cái sự ngọt ngào, ấm áp, chiều chuộng của mình đấy, thì anh ấy sẽ phải tiếc, anh ấy nhớ. Rồi để chính cái người đàn ông ấy phải đòi hỏi, phải được em yêu thương, được em quan tâm, thì lúc đấy là em làm chủ với cuộc tình này rồi. Còn nếu như em cứ là người ở đây mà phải chờ đợi, trông chờ, đòi hỏi yêu thương của người khác, chứng tỏ em đang bị phụ thuộc, em đang bị động, và em đang là người chỉ nhận ở đó thôi. Đó, cho nên đây là một vấn đề rất bức thiết mà mỗi cô gái muốn có hạnh phúc thì phải biết này, phải xoay ngược tình thế. Không bao giờ là chỉ ngồi đấy và trông chờ người đàn ông phải suốt ngày yêu thương chiều chuộng mình. Mình phải có thứ để cho người đàn ông ấy tiếc. Ví dụ mình là người duy nhất hiểu được anh ấy thích ăn cái gì, anh ấy thích mặc cái gì. Đấy, nói chung là mỗi một cặp đôi thì lại sẽ có những cái tình huống khác nhau, nhưng các bạn phải biết học cách chiều, học cách hiểu với người đàn ông đấy, phải cách thấu hiểu cho những cái nỗi khó của anh ấy, đúng không? Để đừng có hậm hực, để đừng có khó chịu. Bởi vì nếu mình hậm hực khó chịu, người đàn ông ấy không muốn ở cạnh mình nữa. Chỉ khi mình biến mình trở thành một nơi bình yên, ngọt ngào, ấm áp, vui sướng, ở cạnh mình sướng, thì người ta mới ở cạnh mình thôi. Người ta mới muốn ở cạnh mình lâu thôi. Vậy thì làm nào để người đàn ông người ta sướng, người ta vui mỗi lần gặp mình? Con người người ta thích cái gì? Những lời khen, những câu ngọt ngào, ấm áp, cử chỉ quan tâm, cảm giác được là đặc biệt. Em phải cho họ những cái điều đó, dựa vào những cử chỉ, hành động hoặc những cái câu nói của em. Chị có chia sẻ rất là nhiều cái video về chủ đề những cái câu nói khiến đàn ông vui, những hành động khiến đàn ông vui, những cử chỉ khiến anh ấy thích, những cử chỉ khiến anh ấy sướng. Mình phải ứng dụng. Em ạ, có thể hôm nay mình ứng dụng cái này, mai mình ứng dụng cái khác, nhưng mình phải thường xuyên gieo vào người ấy những cái thói quen được yêu thương, được hiểu chuộng, thì người ta mới phụ thuộc vào em được. Bây giờ vấn đề xảy ra với em là gì? Em làm cho anh ấy chán. Anh ấy chán bởi vì anh ấy không có đủ kiên nhẫn với một cô gái suốt ngày đòi hỏi yêu thương. Với những người làm gì mà mình làm gì mà cô cũng không hài lòng, người ta mệt mỏi, người ta cứ phải chạy theo em, người ta mệt quá, người ta đến đáp ứng những yêu cầu của em, người ta mệt quá, để người ta yên, để người ta nghỉ ngơi đi em ạ. Còn em bây giờ không phải hành trình mà đòi được quay lại, bởi vì những người thực sự yêu nhau, việc quay lại hay chưa nó chưa quan trọng, quan trọng là mình làm cho người mình yêu hạnh phúc. Nếu em thực sự thấy ra trong 1 năm qua người đàn ông đấy đã yêu mình thật lòng, người ta đã cống hiến và hy sinh vì mình, thì bây giờ là lúc em phải cống hiến, em hy sinh vì người ta. Làm cái gì cho anh vui, cho anh hạnh phúc thì mình làm. Đó, mình phải gạt cái mong muốn của mình sang một bên đã, để mình cho người đàn ông cái thứ họ muốn đã. Nếu anh ấy cảm thấy rằng không ở bên cạnh mình, anh ấy thoải mái, để cho anh ấy yên nhá. Còn mình quan tâm được cái gì thì mình quan tâm thôi em ạ. Ví dụ mình làm được cái gì được tốt cho anh ấy thì mình làm cái tốt cho anh ấy. Đừng ngồi đấy và trông chờ anh phải nói yêu em, anh phải quay lại với em, hay phải thân mật với em như trước. Không, nếu em nghĩ rằng à, hôm nay có một cái món ăn này ngon mà anh ấy thích, mình có thể gửi đến cho anh ấy ăn, để anh cảm thấy vui là được. Chứ đừng bắt là anh ấy ăn cái món này thì anh ấy phải quay lại với mình, là người yêu của mình. Thì đừng, học cách cống hiến đi. Bây giờ hãy học cách chinh phục lại cái người đàn ông này. Hãy coi anh ấy như một cô gái và em là một người đàn ông ấy. Bây giờ bọn em chinh phục lại anh ấy như cách một người đàn ông tán một cô gái đi. Cắn một cách tinh tế đi. Đừng đòi hỏi phải yêu em ạ. Rồi để dần dần người ta quen với cái sự yêu thương đấy của em, quen với cái sự chiều chuộng, người ta mới thấy rằng em thay đổi. Em thay đổi rồi, ở bên em là sướng, ở bên em là vui, ở bên em là thích. Em biết nói những câu ngọt ngào, biết thấu hiểu tâm lý đàn ông, biết anh ấy muốn cái gì, biết cho anh ấy vui. Đó là những thứ mà khiến người đàn ông không thể rời em được. Nếu có thể hãy vào trang toanhuyenhạnhphuc.vn và tham gia vào khóa học trở thành người không thể thay thế. Thì em sẽ biết cách gieo yêu thương vào đàn ông. Rồi sau đó em đừng có đòi quay lại. Em gieo yêu thương cho người ta, em làm những cái điều tốt nhất cho người yêu của em thôi. Nếu anh cần thì em làm, anh ấy cảm thấy không cần thì thôi. Nhá. Rồi để chính anh ấy sẽ phải là người quay lại với em, làm theo cái lộ trình 6 bước để quay trở lại với người yêu cũ mà chị có làm nhá, theo cái video đó để quay lại với anh ấy. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì các bạn có thể vào trang fanpage của mình có tên là Toàn Nguyễn, hoặc một trang nữa có tên là Tiêu Thần Khải. Mình có để link ở phần mô tả của mỗi video để các bạn có thể vào đó.
nhấn vào theo dõi, like rồi vào phần tin nhắn để lại câu chuyện của các bạn ở đó. Mỗi một tuần thì trợ lý của mình sẽ lựa chọn những câu hỏi để đưa đến cho mình và rồi mình sẽ làm các video tư vấn miễn phí cho các bạn như thế này. Bên cạnh đấy, nếu như các bạn muốn tư vấn có phí để gặp trực tiếp mình và trò chuyện với mình những cái câu chuyện riêng của các bạn thì các bạn cũng có thể đặt lịch hẹn trên hai trang fanpage mà mình có nói với các bạn ở trên nhá. Địa chỉ của trang fanpage thì mình luôn luôn để ở phần mô tả của mỗi video. Các bạn không tìm thấy thì các bạn có thể vào các cái link đó. Còn không thì các bạn cũng hoàn toàn có thể lên Facebook và các bạn nhấn Toàn Nguyễn thì sẽ ra. Dù là tư vấn miễn phí hay tư vấn tính phí thì đều là trợ lý của mình sẽ tiếp nhận. Cho nên nếu các bạn muốn tư vấn miễn phí thì các bạn để lại câu chuyện. Còn nếu muốn tư vấn có phí thì các bạn cũng sẽ đặt lịch với trợ lý của mình ở trên trang fanpage nhá. Rất cảm ơn các bạn đã yêu mến và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.